Em xin chào tất cả mọi người. Em xin chào các cô, các chú, các anh chị em, những người xem video này ạ. Hôm nay đã là những ngày cận kề cái Tết Nguyên đán năm 2021 mọi người ạ. Một cái Tết mà đối với đất nước chúng mình cũng như tất cả các nước trên thế giới là một cái Tết thực sự là nó cũng rất là buồn. Nhưng mà em qua cái video này em cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người. Mong rằng là mọi người, mọi nhà hãy đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc và thực sự là bình yên, bình an nhất có thể mọi người nhé. Hôm nay em quay tất cả các bạn hiêu đang lên nhung ở trại em cho mọi người cùng xem mọi người nhé. Những cái bạn hiêu này thì có những bạn vừa lên được tầm khoảng mấy ngày, có những bạn lên được tầm khoảng hơn chục ngày và có những bạn lên tầm khoảng hơn 20 ngày và có bạn lên thì tầm 30 ngày. Nói tóm lại là các bạn lên nhung này ở các cái mức ngày khác nhau từ thấp đến cao ấy mọi người ạ. Và em quay thì em không quay theo cái trình tự từ thấp đến cao hoặc từ cao xuống thấp mà em quay các bạn đấy lần lượt từng bạn như này, thì hy vọng là mọi người xem và mọi người biết được các bạn hiêu lên nhung nó sẽ tức là nó nhú nhung ấy, thì từng giai đoạn nó sẽ như nào nào mọi người nhé. Đây là cái bạn hiêu lên lên nhung gần được 30 ngày rồi mọi người ạ. Nó xuất sót 30 ngày rồi, tức là bạn này chỉ tầm khoảng 15 ngày nữa là có thể thu hoạch được. Và mọi người nhìn thấy không, cái cặp nhung của bạn ấy rất là hồng hào và đều đúng mọi người ạ. Nếu như những ai chăn nuôi ấy, thì mọi người chắc là cũng có theo dõi các video của em trước đây rồi thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tức là bình thường những cái bạn hiêu này thì như em chia sẻ trước đây ấy, thì cái nắp đế sừng của các bạn ấy nó nhú cao lên. Tức là nó đang còn cái đế sừng ấy, cái khoảng cách giữa cái đầu của bạn đấy với cái nhung là có một cái khoảng giữa gọi là đế sừng. Thì cái đế sừng này nó cao như này, đây bạn này cũng thế, nó cao cho nên là cái này các bạn, hai bạn này mình gần như không phải can thiệp cái gì mọi người nhá. Tức là tự các bạn đấy rụng nắp và tự các bạn đấy lên cùng ngày luôn. Bởi vì cái đế sừng nó rất cao cho nên nó chỉ cần khải khải sơ sơ là cái nắp sừng nó sẽ tự rụng và nó sẽ tự lên. Còn bạn này thì bạn này cũng thế, bạn này thì gần như nó cũng đang còn ít tuổi ấy, mọi người. Mấy bạn này cũng đang còn khá ít tuổi cho nên là cái chân sừng của bạn đấy cũng rất là đang còn cao, nó không thấp, nó không lùn. Cho nên là khi mà lên nhung thì cái nắp sừng nó bung rất là dễ. Mọi người đều có thể quan sát và nhìn thấy là cái nhung của bạn đấy, bạn này thì nhú nhung tầm khoảng hơn chục ngày thôi mọi người ạ. Đấy, tức là cái bạn vừa quay ấy thì là nhú nhung tầm khoảng chục ngày, bạn này thì tầm khoảng hơn chục ngày. Đấy, mỗi bạn này có một cái ngày nó khác nhau, nó không bung nắp cùng một lúc. Và hôm nay em xin chia sẻ với mọi người, những người đặc biệt là những người chăn nuôi một chút nhá. Tức là có một điều rất là đặc biệt là các bạn này lên nhung không theo một cái quy luật nào cả. Tức là năm nay này, ở chỗ em ấy thì nó rất là khác, không biết là ở chỗ mọi người nó như nào không biết. Nhưng mà chỗ em thì cái bạn này năm nay lên đầu tiên, nhưng mà lại năm trước lên đầu tiên mọi người ạ. Đây, cái bạn này năm trước là con lên đầu tiên thì năm nay nó lên gần như cuối cùng luôn. Đấy, gần như cuối cùng luôn mọi người ạ, rất là buồn cười. Em cứ nghĩ là con nào nó lên sớm thì sau này sang năm nó cũng sẽ lên sớm như thế. Hoặc là mình cứ nghĩ là con nào nó già, tức là nó nhiều tuổi hơn thì nó sẽ lên trước. Nhưng mà không phải mọi người ạ. Em không biết là do phụ thuộc vào cái gì, em chưa biết được là vì lý do vì sao mà nó lại không theo một cái quy luật nào cả. Tức là cứ lên năm nay lên trước thì năm sau nó chưa chắc đã lên trước. Đấy, những con lên sau năm nay thì năm sau nó lại lên trước. Đấy, có một cái điều rất là kỳ lạ. Cho nên là mình cũng không thể đoán được là bạn nào sẽ lên nhung trước tiên ấy. Bạn này thì sắp xỉ 30 ngày. 30 ngày nhung rồi đây mọi người, nhung lên tầm khoảng 30 ngày rồi. Đấy. Cái cặp nào cũng thế mọi người, cứ thấy chưa? Bên em thì cái cặp nào nó cũng rất là đều, nó lên rất là đều bởi vì mình cố gắng mình cho các bạn đấy bung nắp trong một ngày, tức là cái nắp sừng của bạn đấy rụng trong một ngày ấy thì nó gần như là đều tăng tắp luôn. Đây bạn này cũng thế. Bạn này thì nhung của bạn này tầm khoảng trên dưới 20 ngày. Tầm khoảng 17 đến 20 ngày. Đấy.
Còn cái bạn mà phía bên kia đấy, bạn này nhá, nhưng cái bạn phía bên kia đang đi đi phía bên chồng bên ấy, thì bạn đấy là cái bạn mà gọi là khó giật nắp sừng nhất, thì bạn đấy vừa với bung nắp luôn mọi người ạ. Đây bạn này nắp sừng mình cũng phải vừa với can thiệp cho bạn đấy, tức là cái nắp sừng của bạn này không những là nó sát vào cái đầu ấy, tức là cái nhung của bạn đấy gần như là sát vào đầu luôn, nó gần như không có chân đế luôn mọi người ạ. Chính vì thế mà cái lúc lên nhung ấy thì cái nhung nó trùm lên ấy, như lần trước em chia sẻ trong video trước ấy, thì nó trùm lên như thế kia thì nó bọc luôn cả cái nắp sừng rồi, thì đến lúc nó cọ nó không thể cọ được, bởi vì nếu như mà nó cọ thì nhung lên xung quanh nó sẽ bị đau nhung ấy mọi người, cho nên nó không dám cọ. Và ở bạn này có một đây bạn này thì bình thường nha, nhưng mà em đang nói chuyện cái bạn bên kia đấy, tí nữa em quay. Bạn đấy thì có một cái điều rất là đặc biệt, đấy là bạn ấy hút nhiều, bạn ấy hút nhiều ơi là nhiều, cho nên là nắp sừng của bạn đấy ấy, mọi người, nó gọi là nó vỡ nát luôn. Thì hôm trước em đang bảo là em không quay cho mọi người xem cái nắp sừng, tức là bạn ấy hút nhiều mà đến lúc cái nắp sừng mà vỡ làm 4 5 mảnh luôn. Còn bạn Hiêu này thì tình cảm lắm mọi người ạ. Cái lúc mà bạn đấy chưa lên nhung cũng thế, tức là bình thường những con hiêu mà chưa lên nhung ấy nó rất là dữ, nó đến cái mùa mà không phải mùa nhung ấy nó húc về nó cắn, thậm chí đi ngang nó còn với nó cắn đấy mọi người ạ, nó cắn rách cả áo của ông chồng nhà em luôn đấy, kinh khủng lắm. Tức là thò cái đầu ra để cắn này, xong rồi húc này, lao để húc này. Nếu như mà vào thời điểm các bạn này không lên nhung ấy thì thực sự là nó rất là ghê. Nhưng mà riêng bạn này thì lành, bạn này thì thực ra là kể cả những cái thời điểm mà chưa phải lên nhung, mình cứ chạm đầu này, xoa đầu các bạn đấy, bạn này bạn cho mình xoa đầu. Đấy, bạn này rất lành. Một số con ấy thì trước đây ấy, nếu như mà mình lên nhung rồi mình đến mình ôm cổ bạn đấy, mình thả ra mình đến mình ôm đầu ôm cổ ấy, ông chồng kể cả ôm đầu ôm cổ vẫn cứ ok mọi người ạ. Nhưng mà một số thôi, chứ còn một số con thì nó cũng nhát, tùy từng con đấy, chứ không phải con nào mình cũng gần được các bạn đấy, tùy tính cách của từng con khác nhau. Có con thì nó bình thường, còn là ở các bạn này lại có một điều rất là đặc biệt nữa mọi người ạ. Đấy là những bạn hiêu nào mà hung dữ nhất, tức là cái thời điểm mà các bọn đấy không phải lên nhung mà các bạn đấy đang đòi đi phối giống ấy, tức là cái thời điểm đấy là các bạn đấy rất là ghê. Và thừa những cái con nào mà cái thời điểm đấy ghê chừng nào thì những cái con đấy lại ngược lại đến cái mùa lên nhung nó lại nhát nhất. Nó có một điều rất là đặc biệt đấy mọi người ạ. Nó rất trái ngược. Còn những cái bạn nào mà đến cái mùa lên nhung với lại mùa đấy nó bình thường nó hiền, thì đến cái mùa lên nhung nó cũng cứ thế, nó có bình thường nó hiền chứ nó cũng không, ghê mọi người nhá. Đấy, lành lắm, mình xoa đầu xoa nhung bạn ấy thoải mái luôn. Đây cái bạn này là cái bạn mà em bảo với mọi người là cũng vừa giặt nắp bạn đây được tầm khoảng 1 tuần thôi mọi người ạ, tầm khoảng 5 7 ngày gì đấy. Tức là bạn này là cái bạn khó nhất. Sau cả cái bạn cái lần mà em quay phải phải can thiệp giật nắp cho cái bạn đấy mà con hươu của em nó bị rồi em bị chết rồi mọi người đấy. Bạn đấy thì bạn ấy nắp sừng bạn ấy chỉ là mòn thôi, mà mòn mòn mỏng, cũng sát đế sát đầu, mòn mỏng thôi, chứ bạn đấy lại không 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 vỡ nát. Còn bạn này thì cái nắp sừng của bạn ấy húc vào vào cái thành thành chuồng nhiều ấy, nó vỡ nát luôn. Và đến lúc mình cứ phải vào mình lấy cái cây tay mình gậy khẩy khẩy, tức là mình chạm nhẹ thôi thì nó cũng là bong bong rồi mọi người. Tức là bình thường thì đáng lý ra là nó sẽ tự rụng, nhưng mà do là nó trùm lên ấy, nó trùm lên mà thành thành mảnh nhỏ rồi nó không thể tự rụng được. Đấy, bây giờ các bạn này ăn no rồi, bạn này đang còn nghỉ trưa, đang nằm nghỉ mọi người ạ. Đấy, nếu như mọi người muốn biết cái tuổi đời của các bạn hiêu ấy thì mọi người cứ quan sát một chút là cái cổ, cái mặt và cái chân đế của các bạn này ấy, mọi người nhé. Cái chân đế của các bạn này tức là cái khoảng cách giữa nhung và đầu của bạn này ấy, đấy là chính là cái chân đế, gọi là cái chân đế sừng của bạn đấy cao ấy, cao như này này, bạn đấy đang ít tuổi. Cũng có một số con ấy
Chỉ có một số con nó đặc biệt ở chỗ là cái nhung nó thực sự nó to, cái nòi nhung nó to thì nó chân đế nó sẽ thấp sớm, tức là cái chân đế nó thấp rất là nhanh. À, bình thường các bạn này thì tuổi thứ thứ tư, thứ tư, thứ năm, thứ tư chân đế vẫn như cao như này, nhưng mà có cái bạn tuổi thứ tức là đến năm thứ tư rồi thì cái chân sừng của bạn ấy lại tụt sâu xuống. Những bạn đấy là những bạn rất là đặc biệt, ở chỗ là nhung sẽ rất là to, thường là nhung sẽ to hơn đấy, phần phần đa là thế. Bạn này cũng là bạn là cho nhung to chân đế sừng này, chân đế sừng vẫn còn cao, nhưng bạn này tuy ít tuổi nhưng mà lại lên nhung 2 lần trên 1 năm, với trọng lượng cũng là khá tốt mọi người ạ. Bạn này làm giống cũng rất là tốt, nhung cũng đẹp đấy. Bạn này thì vừa nhú lên, nó chưa phân chưa chưa phân 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 nhị, tức là cái này là nó mới tầm khoảng trên dưới 10 ngày, thì đến lúc nó phân nhị như cái bạn vừa rồi em quay ấy, thì là nó phải 10 mấy ngày đổ lên thì nó sẽ phân nhị. Đấy, bạn này là bạn bạn em vừa bảo khó giật nắp là bạn ấy ít ngày lên, ít ngày nhất thứ hai bạn này. Trông nhìn rất là hồng hào nha mọi người nha. Đấy, cái nhung cặp nhung nào cũng rất là hồng đẹp. Đấy, thời điểm mới lên nó rất là hồng đẹp đấy. Đấy, bạn này là bạn mà em bảo là nó tầm khoảng trên dưới 20 ngày nó lại phân nhị. Đấy. Người phân nhị như này xong người ta gọi là nhung yên ngựa đấy mọi người ạ, tức là hai nhánh. Hôm nay cho mọi người xem một loạt tất cả các bạn đang lên nhung ở các cái mức ngày khác nhau. Thực ra là khi em cũng muốn quay một cái quá trình lên nhung đấy, tức là từng ngày một, tức là bạn chỉ của một bạn thôi, nó từng ngày, nhưng mà cái đấy thì chắc là em chưa có thời gian để làm được mọi người ạ. À, mình phải quay từng ngày một, xong mình lồng ghép vào nhau đấy, để cho mọi người biết là cái quá trình đó lên nhung nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà thôi thì không cần thiết lắm, bởi vì qua cái video này thì mọi người cũng đã hình dung được là các cái ngày khác nhau thì nó sẽ tầm tầm nào rồi mọi người nhỉ. Tức là không không nhất nhất là chính xác, nhưng mà nó cái cả một cái quá trình nó kết hợp tất cả các bạn này ấy, có cái mức ngày khác nhau thì mọi người có thể hình dung được lúc đầu nó lên như thế nào, xong này lúc đầu nó lên hình một cái hình tròn như thế, xong bắt đầu đến khoảng tầm 10 mấy ngày nó sẽ phân nhị ra, nó phân nhị như bạn này, xong bắt đầu nó lại đấy nó cao lên như thế đấy. Đây là một cái quá trình nó cũng khá hay đấy. Hôm nay em cố tình quay như này để cho mọi người xem là mọi người biết được là từ cái lúc bạn ấy nhú nhung cho đến lúc bạn ấy gần như thu hoạch được thì nó sẽ như nào. Hôm nay cũng là ngày cận Tết rồi, thì em cũng kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và chuẩn bị để đón một cái Tết nó thật đầm ấm nhất, hạnh phúc nhất. Và mọi người nhớ là giữ gìn sức khỏe giữa một cái thời dịch nó đang còn rất là phức tạp như này, thì em cũng mong mọi người hãy luôn luôn thật sự là phải mạnh khỏe, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đấy là cái điều mà em mong cho mọi người, mong cho tất cả mọi người trên thế giới đều được như thế. Video này em xin tạm dừng tại đây. Tạm biệt mọi người nhé.